gay guy. I'm gay guy. You know who that is? Belkin. Belkin. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Hình UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Cái bánh bông lan này Kim nướng hôm qua nè cô chú anh chị, sáng nay vẫn còn cho nên là hai mẹ con lấy ra ăn sáng luôn. Thêm một ít trái cây nữa mọi người và một ly sữa cho Chi nữa là xong buổi sáng rồi đó cô chú anh chị. Buổi sáng mình không nhất thiết là phải ăn thịt ăn cá thì mới đủ chất ha cô chú anh chị. Ở nhà mình có cái gì thì mình ăn cái đó thôi mọi người. Có bữa thì Kim chỉ ăn xà lách thôi. Chi ăn như vậy một chút xíu là Chi sẽ ăn thêm một hũ da ua nữa đó cô chú anh chị. Ăn xong là bắt đầu dọn dẹp nữa nè cô chú. Một ngày cứ ăn 3 bữa là dọn 3 lần đó mọi người. Cho nên là cái thời gian nó chiếm nhiều ha. Cái căn bếp nhà của Kim thì không có được rộng lắm. Cho nên là nhiều lúc muốn tìm cái chỗ để đồ này để đồ kia đó, nó cũng không có được thoải mái đó mọi người. Hôm nay Kim sẽ dọn lại cái nhà bếp cho nó gọn gàng là một chút xíu. Rồi tìm xem còn cái chỗ trống nào nữa không để mình có thể để được chứa được nhiều đồ hơn đó mọi người. Cái khăn này Kim sấy từ tối qua nè cô chú anh chị, sáng nay mình sẽ xếp khăn. Cái máy sấy đồ này mỗi lần mình sấy xong thì mình cũng nên lau bụi rồi vệ sinh cái máy sấy cho sạch đó cô chú anh chị. Ở bên này mùa đông thì thường người ta sẽ sử dụng máy sấy để sấy đồ cô chú anh chị. Mặc dù là nó hơi tốn điện nhưng mà sấy như vậy thì nó khô với lại nó không có bị cái mùi đồ nó không có bị khấm khấm đó. Cái chỉ có một lần sấy khăn thôi là bao nhiêu bụi đồ đó đó cô chú. Ở nhà Kim thì sử dụng rất là nhiều khăn lau tay, lau bếp và khăn để khăn ăn đó mọi người. Cho nên là cứ cách vài ngày là giặt một lần đó. Tại vì mỗi một lần mà Kim dọn bếp là sẽ sử dụng một cái khăn. Như những cái khăn màu sáng này là dùng để làm khăn ăn nè. Những cái khăn đó và khăn lau tay, cái khăn màu tối thì Kim sẽ sử dụng để lau bếp. Hôm bữa đi siêu thị Kim cũng thấy người ta bán cái máng cửa hay nè cô chú anh chị. Mình không có cần phải khoan đục tường. Máng như vậy đó xong rồi á, mình máng lên được cái nhiều cái đồ nữa cô chú. Mình tận dụng phía sau cái cánh cửa tủ á, mình máng thêm được nhiều đồ nè mọi người. Baby girl, everybody happy? See Baba? Good. I'm gay guy. I'm gay guy. I'm gay guy. Titan. Manland. Hello. How are you? Who is it?
Mai. What is so long? What's that on the floor over there? I work as the marketing director at Shower. What's he does? Now works for that company. You know who that is? Belkin. So Belkin make all the accessories for Apple and Samsung. Right? So he came to see me yesterday afternoon, giving me some free things. Look. Oh, earplugs. Earpods, right? Headphones, right? All these kids have phones. Battery charger. Power bank. We bought it before. Yeah. All these kids Another power bank. Daddy, is this for And for me? Like a little stand to put my phone on and charge it while Daddy, I'm working. Is this for me? And a plug. Because all of this is, all of the plugs. Daddy, is this for me? Right, well, what I was thinking is that Daddy wants to keep that one for work because when I'm on the phone, I can charge my phone and talk to people. Daddy. Right, listen. You could have them. If you want the headphones, you can have the headphones. I want them, and they have stuff. Well, they got some stickers you can put on them. Look, look. Got some stickers. It says fun stickers inside. I want to listen to it. And then Mummy can choose what she wants out of those three. I want to hear it. Do all the girls. Ngày hôm bữa Kim đi IKEA mua được cái hộp gỗ này nè cô chú anh chị. Nhưng mà chỉ mua có một cái thôi, về ráp thử xem như thế nào. Nếu như mà thấy nó dễ sử dụng thì mai mốt mình sẽ mua thêm hả mọi người. Kim sẽ lôi hết cái đống ở trong đây ra để dọn dẹp lại nè cô chú anh chị. Xong rồi nè cô chú anh chị, bây giờ mình gom rồi mình để ngoài đây. Hành với khoai tây thì mình để riêng hết cô chú, không có để chung. Kim ngăn ra nè. Một đống túi nhựa ni lông quá trời nè mọi người. Ở bên này thì bây giờ mình đi shopping là mình sẽ tự đem giỏ sách theo đó cô chú anh chị. Còn nếu như mà mình muốn dùng cái túi ni lông này nè là mình phải mua là khoảng mười mấy 20 ngàn một cái đó cô chú anh chị. Do chính phủ có chính sách là hạn chế sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường đó mọi người. Cho nên là mình phải mua. Còn những cái túi này nè mình cũng không có nên, mình cũng hạn chế dục ra bên ngoài. Thì Kim ship lại để dành sử dụng nhiều lần. Nhiều khi là mình đi mua đồ đó mình quên đem theo giỏ, hoặc là mình không đủ giỏ sách, hay là mình đi công việc gì cái là mình ghé ngang mình mua đồ thì mình không có giỏ, thì mình hay dùng những cái túi ni lông này nè cô chú anh chị. Mà nhiều lần như vậy thì nó quá nhiều đi, nó làm cho mình tốn cái chỗ chứa. Cho nên là Kim nhìn thấy ở trên mạng người ta ship như vậy nè thì mình học theo, mình ship gọn lại như vậy để nó gọn gàng hơn đó mọi người. Những cái thùng giấy này nè, Kim mua giày dép á, xong mình cũng tận dụng lại để dùng trong nhà luôn mọi người. Đây nè, hồi nãy một đống quá trời luôn, bây giờ ship lại rồi còn có chút xíu hoàn gọn ha cô chú anh chị. Cái máy hút bụi cũng rất là dơ luôn đó cô chú. Sau mỗi lần mà mình hút xong thì mình đổ bụi ra, nhưng mà mình cũng nên vệ sinh cái máy hút bụi của mình hàng tuần ha mọi người. Tại vì ở cái này là nó hút những cái bụi bẩm dơ mà nó chứa những cái vi khuẩn ở trong đây nè. Mình cũng nên vệ sinh sạch hàng tuần. Đây nó có tóc quá trời luôn nè cô chú anh chị.
Giấm đường này nó nguội rồi mình cho vào hả cô chú anh chị? Món này không có nấu ăn cô chú anh chị, tới nay đi mua đồ ăn. You need a plate. Sticky sausage. Glad you said go and get fish and chips. Doing the cooking, babe. You want a tray or something? What have you got? Chips, sausage and gravy. Get the ketchup for the chicken. You want some? No. No? Okay. We'll go with the onkai koi tonight. Onkai koi! Onkai koi! Cổ chú Chi nè cô chú, xúc xịt với lại khoai tây, củ kem nè, cá với lại chip, khoai tây. Thì Kim sẽ lấy cái ngâm chua này nè. Bữa tối đã sẵn sàng rồi, xin mời cô chú anh chị nha.